cơm cuối cùng của thời gian ở trong tù, Trương Mỹ Lan không kìm nén được sự xót xa đầy uất nghẹn. Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi, cùng những người đồng hành trên kênh YouTube Phú Quý Tử Vi, nơi chúng tôi chia sẻ những kiến thức bổ ích về tin tức, đời sống và xã hội. Đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập của chương trình, tôi gửi lời chúc tới quý vị và mọi người, mong rằng họ sẽ luôn an khang thịnh vượng, mọi sự như ý và được ban phước tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Vào chiều ngày 11 tháng 4, sau hơn một tháng xét xử sơ thẩm và nghị án, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát, cùng với 85 bị cáo khác. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan với mức án tử hình về tội tham ô tài sản, 2 năm tù về tội đưa hối lộ và 5 năm tù về vi phạm quy định về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng tổng hợp. Mức án cao nhất, tử hình, đã được áp dụng đối với bị cáo Lan. Điều này thật sự là hiếm khi xảy ra trong các vụ án về kinh tế. Gần đây nhất, trong vụ án chuyến bay giải cứu, bị cáo Phạm Ca, cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế, là người duy nhất trong vụ án đó được đề nghị mức án tử hình về tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, sau đó, bị cáo này đã khắc phục được toàn bộ số tiền mà mình đã nhận hối lộ, nên sau đó được hưởng mức án khoan hồng của hội đồng xét xử là mức án chung thân thế. Nhưng đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, điều may mắn ấy có lẽ sẽ không thể xảy ra. Số tiền mà bị cáo Lan đã gây ra thiệt hại đối với nhà nước và nhân dân là một con số chưa từng xuất hiện trong lịch sử chống tham nhũng. Cùng với đó là những thủ đoạn hết sức tinh vi, coi thường pháp luật, quanh co chối tội và không biết ăn năn hối cải. Điều mà nhiều người quan tâm vào lúc này chính là bữa cơm cuối cùng của một vị tỷ phú như Trương Mỹ Lan có điều gì đặc biệt và nó sẽ diễn ra như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng khám phá qua video ngay sau đây về bữa cơm cuối cùng của phú bà Trương Mỹ Lan, cơm chăn nước mắt với biết bao ân hận. Kính thưa quý vị, từ xa xưa, dù phạm nhân trước đây có thực hiện những tội ác dã man như thế nào, những phút giây cuối cùng của cuộc đời vẫn được pháp luật và nhà nước coi trọng. Bữa ăn cuối cùng được xem như một ân huệ cho những tội phạm đã gây ra tội ác và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Trong thời Trung Quốc cổ đại, thông lệ ban cho những người sắp bị hành quyết bữa ăn cuối cùng, được gọi là cơm đoạn đầu. Sử sách ghi nhận rằng, lệ này xuất hiện sớm nhất từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, khi Sở Trang Vương dẹp yên các quý tộc và đại thần làm phản, để bày tỏ tấm lòng bao dung cũng như thu phục lòng dân. Ông đã hạ lệnh cho những người sắp bị thi hành án được phép ăn một bữa ăn ngon trước ngày đó. Một ngày sau đó, các nước chư hầu cũng mô phỏng cách làm này. Người Trung Quốc cổ đại tin rằng nếu một người chết đi khi no bụng là một cái chép tôn. Tin rằng sau khi vào kiếp luân hồi, họ sẽ được đầu thai và có một gia đình đầy đủ hơn ở kiếp sau. Vào thời Tống Tống Thái Tổ, sau khi lập quốc, đã ban hành một quy tắc mỗi tử tù trước khi thi hành án sẽ được một khẩu phần ăn đáng giá 5 quan tiền để họ có được một bữa ăn thịnh soạn. Tuy nhiên, do các quan chức trông giữ nhà tù thường tham nhũng, nên số tiền này thường bị cắt giảm đáng kể trước khi đến tay của những phạm nhân. Tại Mỹ, cũng có thông lệ cho bữa ăn cuối cùng, điều này được cho là du nhập từ châu Âu thời Trung Cổ. Những người mê tín tin rằng nếu chết đi sau khi đã được ăn no, thì linh hồn sẽ không sinh ra oán hận. Việc tù nhân được ăn gì trong bữa ăn cuối cùng phụ thuộc rất nhiều vào chính sách của từng địa phương nơi tù nhân bị giam giữ. Ví dụ, trước những năm 70, bang New York rất hào phóng cho phép tử tù được gọi gà rán, khoai tây chiên, bánh mì, bánh kem, cà phê, sữa và thuốc lá. Ở Florida, tử tù được phép chọn món trong hạn mức lên đến 40 đô la. Trong khi một số bang như Oklahoma chỉ cho 15 đô cho mỗi khẩu phần ăn, tại Việt Nam, Quy định về bữa ăn này được nêu tại khoản 3 điều 11 của Nghị định 43 phần 2020 của Chính phủ về trại tạm giam, nơi giam giữ người bị kết án. Trách nhiệm tổ chức cho người bị thi hành án được ăn uống, trong đó mức ăn uống được hưởng bằng 5 lần tiêu chuẩn của ngày lễ Tết. Quy định cho một người bị tạm giam, trong khi đó, luật thi hành tạm giữ tạm giam năm 2015 quy định rằng, vào ngày lễ Tết, người bị tạm giam được ăn thêm, nhưng mức ăn không quá 5 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường. Từ những quy định trên, có thể thấy rằng những người bị kết án tử hình được ăn với tiêu chuẩn tối đa gấp 25 lần mức ăn trong một ngày bình thường trong quá trình bị tạm giam. Đảm bảo tiêu chuẩn định lượng về gạo, rau, thịt, á, đường, muối, nước chấm, bột ngọt, chất đốt, điện và nước sinh hoạt đối với người bị kết án. Nhìn chung, bữa ăn cuối cùng này luôn được thịnh soạn nhất đối với phạm nhân từ khi bị tạm giam cho đến khi bị kết án. Có lẽ đó cũng sẽ là một bữa ăn mà không có một phạm nhân nào mong muốn nhận và cũng sẽ không có tâm trạng nào để ăn nổi. Đến mức phải thi hành án mức án cao nhất, có người gây ra tội ác chỉ vì một phút bốc đồng, không kiềm chế được bản thân. Họ bị đồng tiền che mờ con mắt, để rồi lấn sâu vào tội lỗi. Thế nhưng, đặc điểm chung của họ là trong bữa cơm cuối cùng, bao giờ cũng sẽ bị nghẹn đắng ở cổ họng. Và có lẽ, đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, cũng sẽ như vậy. Trong phiên tòa xét xử cuối cùng, bị cáo Lan khi bước lên bục khai báo đã khóc liên tục trong 45 phút và trình bày lời nói sau cùng trong nước mắt. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết mỗi khi trở về phòng giam từ các phiên tòa xét xử trong vụ án này, đêm nào bà cũng không thể nào chập mắt được vì những nỗi đau dai dứt, đau xót khôn nguôi. Rằng vì sao bà và các thành viên trong gia đình lại bị rơi vào hoàn cảnh bi đát như ngày hôm nay, có nhiều lúc tuyệt vọng. Tôi cũng đã nghĩ đến cái chết, chết vì tức, tức vì mình quá ngu ngốc dẫn thân và thương trường khắc nghiệt vào lĩnh vực hoạt động ngân hàng mà mình không thông thạo, bị cáo ngại ngào, nói trong nước mắt. Bị cáo nghĩ hoàn cảnh của chồng và cháu cũng đang bị tạm giam mà như sát muối vào trong lòng, bị cáo trương mỹ lan thốt lên trước đây cuộc sống của bà trương mỹ lan được bao phủ bởi những cảnh nhung lụa đẹp đẽ biết bao thế nhưng từ khi bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố vì các sai phạm trong vụ án vạn thịnh phát bà phải chịu đựng cảnh lao tù những cái giá rét mùa đông của miền bắc trong bốn bức tường bùa vây hay cái nắng nóng đổ lửa của miền nam bà cứ thế thao thức chằn chọc không thể nào ngủ được bà luôn sống trong cảnh ân hận vì đã kéo theo cả chồng và cháu gái rơi vào cảnh của ngày hôm nay Đáng lẽ ở tuổi này, bà cũng đã gần 70 tuổi, phải được an hưởng tuổi già vui vẻ, cùng con cháu sống những ngày tháng bình an, hạnh phúc nhất bên gia đình. Nhưng nay, tất cả những điều hạnh phúc đơn giản ấy cũng không thể nào có được. Đúng là tiền nhiều cũng chẳng để làm gì, tiền bây giờ cũng không thể nào mua được hạnh phúc nữa rồi. Bà Lan khóc nức nở, nói nghĩ đến tất cả các bị cáo ngày hôm nay bị thế này, nghĩ đến người thân gia đình, con gái bị bệnh bại liệt, sợ nó tái phát, Bà cho rằng chỉ vì bà là một doanh nhân thuần túy nên không có sự hiểu biết về pháp luật và không lường trước được lòng người. Bà vẫn tin và hy vọng vào việc có thể thực hiện được đề án tái cơ cấu ngân hàng SCB, nên bà đã vận động người thân và bạn bè trong và ngoài nước, mang tiền bạc và công sức để tham gia tái cơ cấu SCB. Trong phiên tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan liên tục khóc nức nở và không giữ được bình tĩnh, nên chủ tọa phải nhắc nhở và chấn an bị cáo, yêu cầu bà Lan bình tĩnh để nói những lời cuối cùng. Tiếp tục trình bày, Bà Lan cho biết bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của bà là khi bà quyết định tham gia vào quá trình hợp nhất ba ngân hàng yếu kém là Đệ Nhất Banh, Việt Nam Tín Nghĩa Banh và Sài Gòn Banh. Bà cho rằng mình hoàn toàn không có hiểu biết hay kinh nghiệm gì trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng trước đây. Gia đình bà luôn được xây dựng vững mạnh, đoàn kết bên nhau. Nhưng nay, vụ án đã xảy ra, nhiều người vướng vào lao lý, gia đình tan rã, mỗi người một ngả, chẳng biết đến khi nào mới có thể gặp được nhau nữa. Có còn được ăn chung một bữa cơm hay không? trên chiếc xe tù dẫn giải từ tòa án về trại tạm giam. Tôi chỉ ngước mắt nhìn những người thân bên lề đường, tôi chỉ ước bắt được những bàn tay vẫy của người thân bên lề đường hay qua màn hình TV để tìm cháu ruột, chồng và người thân của tôi, bà chia sẻ. Tôi đã thực sự tan nát cõi lòng, dù sao, tôi cũng là thân phận đàn bà, tôi đau không thể diễn tả thành lời, bị cáo nói. Tuy nhiên, cá nhân phú quý tử vi lại cho rằng những lời nói của bị cáo Lan chỉ là ngụy biện không có căn cứ. Bị cáo Lan liên tục cho rằng bản thân chỉ vô tình, không phải là cố ý gây ra những hậu quả đáng tiếc trong vụ việc Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, thực tế lại chỉ ra điều ngược lại với những gì bà Lan đã nói. Bà chỉ đang cố tỏ ra ngây thơ, chỉ là nạn nhân của vụ việc, chứ không phải là chủ mưu. Tuy nhiên, tất cả các bằng chứng mà cơ quan điều tra thu thập được đều chứng minh rằng bà Lan đóng vai trò là một kẻ gian ác, chứ không phải là một con cừu non như những gì bà đã nói trước tòa. Theo đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cùng rất nhiều đồng phạm đã thực hiện một chuỗi 10 thủ đoạn phạm tội, bao gồm tuyển chọn và bố trí nhân sự thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại ngân hàng SCB, thành lập một số đơn vị thuộc SCB, chuyển trách cho vay và giải ngân theo yêu cầu của bị cáo Trương Mỹ Lan. Thành lập và sử dụng các công ty ma để tạo lập hồ sơ vay. Kết cấu kết với các công ty liên quan, có hoạt động thực tế vay tiền từ SCB. Sử dụng và chiếm đoạt thông đồng với 5 công ty thẩm định giá. Để nâng cao giá trị tài sản đảm bảo, bị cáo Trương Mỹ Lan đã thực hiện các hành vi sau: tạo lập số lượng lớn hồ sơ vay vốn giả để rút tiền từ SCB. Lập phương án rút tiền và cắt đứt dòng tiền sau khi giải ngân. Bán các khoản nợ xấu và cấp tín dụng trả chậm để giảm dư nợ tín dụng, che giấu sai phạm. Chỉ đạo đồng phạm tại SCB mua trục 17 cán bộ lãnh đạo thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước và chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh để bưng bít sai phạm của ngân hàng SCB. Điển hình là đưa hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng, với số tiền lên đến 5,2 triệu đô la. Tất cả những điều này cho thấy bị cáo Trương Mỹ Lan là một người vô cùng coi thường pháp luật, có thái độ ngồi xổm trên pháp luật. Dù đã biết sai phạm nhưng không tỏ ra ăn năn hối cải, mà dùng tiền bạc để mua chuộc những người có chức vụ quyền hạn để tiếp tục bao che cho những hành vi sai của mình. Nếu trong suốt thời gian đó, bị cáo Trương Mỹ Lan có ít nhất một lần suy nghĩ lại về những hành vi của mình, nếu bị cáo Trương Mỹ Lan đã không hối lộ các đoàn thanh tra của ngân hàng nhà nước sớm ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật từ rất lâu, thì thiệt hại của nhà nước và nhân dân đã lên đến con số hàng trăm ngàn tỷ đồng không thể phục hồi và khắc phục. Bị cáo đã thể hiện quyết tâm thực hiện phạm tội đến cùng bằng tất cả những chuỗi hành vi tinh vi và xảo quyệt nhất. Điều này không chỉ là nhận định của Viện Kiểm sát mà còn là quan điểm của bất cứ người dân nào khi nhìn vào những kết quả được các cơ quan chức năng công bố. Không thể có một lời biện hộ nào cho sự ngây thơ giả vờ đến từ bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo Trương Mỹ Lan có một gia cảnh đặc biệt. Đó là một gia đình tỷ phú châm anh thế phiệt, có tiếng tăm lừng lẫy trong giới đại gia tại Việt Nam. Chồng bà Lan là ông Chu, người đã thành lập và cũng là một tỷ phú trong giới bất động sản ở Hồng Kông, Trung Quốc. Vạn Thịnh Phát cùng các doanh nghiệp liên quan sở hữu rất nhiều bất động sản có vị trí đắc địa tại thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn này luôn gây sốt trên thị trường địa ốc với những thông tin thâu tóm đất vàng, tạo lập các siêu dự án. Trước đây, Vạn Thịnh Phát sở hữu rất nhiều các dự án tọa lạc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực được đánh giá là đất đỏ bậc nhất trong cả nước như Union Square, Times Square, VTP Office Building và khách sạn Dusan. Gia đình bà Trương Mỹ Lan cũng đã bỏ ra hơn 700 tỷ đồng tương đương với 35 triệu đô la để mua lại căn biệt thự cổ từ thời Pháp ở ngay trung tâm quận 3. Ngoài các dự án nêu trên, vào tháng 10 năm 2016, Vạn Thịnh Phát cũng đã khởi công xây dựng dự án Sài Gòn Peninsula trị giá 6 tỷ đô la, tọa lạc tại quận 7 với tổng diện tích 118 hecta. Tuy nhiên, hơn một năm qua, Dự án này vẫn còn án binh bất động. Với tất cả số tài sản này mà bà Lan và gia tộc của mình có được, thì cho dù vị tỷ phú nào ở Việt Nam gặp bà cũng sẽ phải kính nể. Đôi phần, bà không cần phải lo nghĩ nhiều đến cơm áo gạo tiền, có thể thoải mái sung sướng. Nhưng tuổi già của bà bây giờ, sống trên một núi tiền, không còn lại gì cả một bước đi trong nhà giam cũng phải xin phép ăn ngủ trong bốn bức tường đá bùa vây, cô đơn, hưu quạnh, bị người đời xa lánh đàm tiếu bạn bè xưa cũ giờ cũng chẳng còn ai có thể cứu giúp được bà nữa. Nước mắt bây giờ, dẫu có rơi xuống bao nhiêu cũng đã là quá muộn màng rồi. Bởi vì khi đang đứng ở đỉnh cao của quyền lực, của tiền tài, của địa vị, bà có lẽ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay. Xưa kia, bà có thể nắm giữ đến hơn 90% cổ phần tại ngân hàng SCB, nói có người nghe đều sợ. Bà đã có thể một mình thao túng các lãnh đạo tại ngân hàng SCB để hợp thức hóa thủ đoạn rút tiền một cách trắng trợn, không hề có sự sợ hãi pháp luật sẽ trừng phạt. Có lẽ tất cả những thủ đoạn ấy, nếu như không có chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì bà đã có thể hạ cánh an toàn, có thể ngang nhiên mang số tiền ấy cao chạy xa bay ra nước ngoài mà chẳng cần phải lo nghĩ gì đến hậu quả cho nền kinh tế của Việt Nam. Thật may mắn vì đất nước Việt Nam đã có một vị lãnh đạo như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mẫu mực yêu nước, thương dân, để tìm ra những con sâu, con mọt của đất nước như vậy, để bắt chúng phải ra trước ánh sáng, chịu sự trừng phạt của pháp luật với mức độ thiệt hại và sự không biết ăn năn, hối cải của bị cáo Trương Mỹ Lan, rất khó để trong phiên tòa phúc thẩm bà có thể thay đổi được mức án cuối cùng dành cho mình. Luật thi hành án hình sự năm 2019 và Nghị định 43 năm 2020 đã có quy định rất rõ ràng về việc thi hành án tự hình bằng hình thức tiêm thuốc hiện nay. Quy trình tiêm thuốc thường được thực hiện theo 3 bước như sau. Bước 1. Tiêm thuốc làm mất chi giác. Sau khi tiêm thuốc xong, cán bộ chuyên môn phải tiến hành kiểm tra. Nếu người bị thi hành án chưa mất chi giác, họ tiếp tục tiêm thuốc cho đến khi mất tri giác. Bước 2, tiêm thuốc làm tê liệt hệ vận động. Bước 3, tiêm thuốc làm ngừng hoạt động của tim. Cuối cùng, cán bộ thi hành án sẽ kiểm tra hoạt động tim của người bị thi hành án qua máy điện tâm đồ. Trong trường hợp sau 10 phút mà người này vẫn chưa qua đời, cán bộ kiểm tra phải báo cáo chủ tịch hội đồng thi hành án để ra lệnh sử dụng thuốc dự phòng. Nếu tình huống này vẫn lặp lại thì báo cáo lần 2, lần 3. Trong trường hợp tiêm hết liều thuốc thứ ba mà sau 10 phút người bị thi hành án vẫn chưa qua đời, thì phải đưa ra quyết định tạm dừng chi phí mai táng. Người bị thi hành án sẽ được nhà nước chi trả chi phí mai táng, bao gồm một quan tài bằng gỗ, một bộ quần áo 4 mét vải liệm, hương nến, rượu cồn để làm vệ sinh khi khám liệm và các chi phí mai táng khác. Trong trường hợp thân nhân và người đại diện hợp pháp của người bị kết án đến nhận cốt về mai táng, họ phải tự chịu chi phí và cam kết tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Qua mức án của bị cáo Trương Mỹ Lan, chúng ta có thể thấy rằng sức mạnh của đồng tiền không thể phủ nhận, nhưng luôn có hai mặt. Nó có thể mở ra rất nhiều cơ hội và thuận lợi cho cuộc sống. Tuy nhiên, có một sự thật mà không phải ai cũng biết, đó là tiền nhiều không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc và ý nghĩa thực sự. Khi có quá nhiều tiền, chúng ta có thể phải đối mặt với những thách thức mà không phải lúc nào cũng dễ dàng vượt qua được. Sự quản lý và sử dụng tiền bạc một cách có trách nhiệm và sáng suốt là một thử thách lớn đối với bất kỳ ai. Một số người có thể sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc và mất đi sự cân nhắc và thấu hiểu về giá trị thực sự của cuộc sống. Quan trọng hơn tiền là những điều không thể mua được như sức khỏe, tình yêu thương và sự hài lòng của bản thân. Dù có bao nhiêu tiền trong tài khoản, nếu thiếu đi tất cả những yếu tố này thì cuộc sống sẽ không thể trọn vẹn được. Đôi khi, việc tìm kiếm niềm vui và ý nghĩa trong những điều đơn giản và tinh tế nhất lại là điều quan trọng nhất. Tiền cuối cùng chỉ là một công cụ một phương tiện để đạt được những mục tiêu và giá trị đích thực trong cuộc sống. Chính cách ta sử dụng và quản lý nó mới thực sự là yếu tố quyết định đến sự hạnh phúc và thành công của chính mình. Trên đây, phú quý tử vi đã được gửi đến quý vị và các bạn trong bữa cơm cuối cùng của bị cáo Trương Mỹ Lan, bất nghẹn không nước nổi. Nếu quý vị cảm thấy video này hay và bổ ích, xin đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào quả chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau đừng tiếc like và comment khi xem video